Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chính ở cái video ngày hôm nay thì Túc cập nhật và anh em và cái dự án Hunter Combat thì đến thời điểm ngày hôm nay ngày 30 tháng 8 thì trên sàn OKX có ghi một cái bài viết cũng như là nó sẽ là listing con Hunter Combat, tức là nó có cái ký hiệu là HMSTR. Thì mới cách đây khoảng tầm 1 giờ trước thôi, hiện tại bây giờ là 4 rưỡi mà, thì một giờ trước thôi thì nó có ghi một cái bài ghi thông báo như thế này, thì mình và anh em cùng tham khảo. OKX sẽ liên biết HMSTR, tức là Hunter Combat đấy, vào ngày 26 tháng 9 giao dịch, quý là giao dịch ngay nhá, chứ không phải là nội bộ hay là ngoại bộ gì, quý là anh em có thể là giao dịch ngay trong ngày 26 tháng 9 nhá. Thì sẽ bắt đầu khi các yêu cầu về thanh khoản được đáp ứng này, đếm ngược đã bắt đầu, những điều lớn lao đang ở phía chân trời, hãy tham gia và theo dõi. Đấy thì nếu mà anh em chưa tham gia kèo Hunter Combat thì anh em nhanh chóng kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta tham gia ngay đi. Vì kèo này đó là một quả kèo mình tin chắc là quả kèo ngon. Vì như anh em có thể thấy là chưa có cái kèo nào mình share khá nhiều video về kèo Hunter Combat, nên là anh em cố gắng làm cho mình. Nói chung là hoàn toàn miễn phí thôi, không mất là anh em một cái xu gì sứt, vì anh em bỏ ít thời gian để chúng ta làm thôi và tìm cái thẻ bí ẩn thôi để chúng ta nhận được này. Như anh em có thể thấy lại đây, thời gian đếm ngược của Hunter Combat đây, hay sự kiện liên viết Hunter Combat nha, OKX nha, rõ ràng cụ thể nha, không tránh anh em lại bảo là mình thế này thế kia. OKX sẽ list HMSTR, tức là Hunter Combat nó ký hiệu này như thế, vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Các hoạt động sớm sẽ được công bố, hãy theo dõi trang này để biết thông tin đếm ngược. Nếu mà anh em nào mà chưa có cái tài khoản sàn OKX ấy, thì anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta KYC gấp đi. Nếu mà tham gia kèo này thì KYC gấp đi, vì trước mắt thì sàn OKX là list đầu tiên. Thì thường thường là Binance ấy, Binance thường thường là những các quả kèo kèo nào cũng vậy thôi. Thì thường đến sàn loot thì Binance với Liquor, vì nó tạo cái điều bất ngờ, hiểu lông loa như thế thôi. Thì cái này nó mới thông báo Hunter, dự án Hunter Combat mới thông báo là 20, mới thông báo cái đây 1-2 hôm ấy mà OKX đã gọi là list liên biết này, đã có thông báo và ghim này ấy. Thì anh em phải biết là nó uy tín như nào, vì anh em chơi crypto cũng biết là OKX, sàn OKX là sàn uy tín như thế nào, thì anh em phải hiểu như thế nào đấy. Thì thời gian đếm ngược đây nó còn 27 ngày 2 giờ 29 phút nữa, thì thời gian nó không còn nhiều đâu, còn vẹn 27 ngày nữa, thì anh em cố gắng tham gia cho mình càng sớm càng tốt nha. Còn nếu mà anh em nào mà đã tham gia rồi nhưng mà lại gọi là bỏ kèo thì anh em có thể là quay lại kèo và làm nhá. Ơi mình ở video này mình cập nhật cho anh em chỉ đến thế thôi, mình gửi tới anh em nhá. Trong quá trình thao tác gọi là kiếm một đồng xu Hunter Combat thì anh em có gì không hiểu thì có thể comment dưới, mình sẽ hỗ trợ anh em nhé. Còn anh em có thể là để ghi kiến cá nhân của mọi người ở dưới phần mô tả để mình biết không ạ. Bây giờ còn chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo, mình xin cảm ơn ạ.